Pha trộm xe cồng kềnh, kẻ gian dùng đủ mọi cách nhưng khổ chủ vẫn không hay biết. Hôm nay trên các diễn đàn mạng xã hội về phòng chống kẻ gian truyền tay nhau vụ việc manh động như sau. Kẻ trộm đã dùng tất cả mọi phương thức để trộm cho được chiếc xe máy. Kha đáng trách cho chủ xe nếu phát hiện kịp thời, lẽ ra chiếc xe đã không mất. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Cụ thể, theo đoạn clip camera an ninh một khu nhà ở khu vực phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương ghi lại, có hai đối tượng gian xảo, một tên cảnh giới bên ngoài, một tên vào trong hành nghề. Đối tượng nam ăn mặc có vẻ chỉnh tề, sáng sủa, nhưng thực ra là một kẻ gian siêng ăn nhát làm. Tên này đột nhập vào khu nhà, sau đó rinh ra ngoài một chiếc xe máy, với động tác dắt xe khá cồng kềnh ra ngoài. Nhìn cái cách trộm xe này mà chủ nhà phát hiện sớm thì đã có thể lấy lại được tài sản, nhưng quá tiếc. Tiếp đến, tên này đã loay hoay tìm cách khởi động xe, từ bẻ khóa cho đến câu dây điện. Gã này tiếp tục dùng chân phá khóa cổ xe, vân vân và vân vân. Nói chung là một tên trộm hành nghề trộm xe hết sức nửa mùa, khiến đồng bọn đang cảnh giới chờ đợi mà sợ bị bắt, cũng không dám giúp nhau vì sợ bị tóm cả lũ, chỉ biết nhìn từ xa quan sát. Ngay sau đó, tên trộm xe kia cũng bẻ khóa thành công rồi chạy chiếc quay alpha, tẩu thoát nhanh như cơn gió. Dân mạng xem xong clip hết sức bức xúc vì thời buổi hiện nay kẻ gian quá liều lĩnh, không biết sợ là gì, mong pháp luật cần triệt tiêu những đối tượng này trong xã hội ngày nay, và cũng thầm trách chủ nhân chiếc xe quá lơ là trong việc bảo vệ tài sản. Với tên trộm nửa mùa này, nếu phát hiện kịp thời thì đã có thể thu hồi lại được tài sản. Được biết, cô chủ đã trình báo cơ quan chức năng, nhưng trên hết là mong muốn chia sẻ clip để mọi người xem qua và lấy làm bài học phòng chống và rút kinh nghiệm. Còn bạn mà thấy sao về tình huống rinh xe máy hết sức cồng kềnh này, bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.